nóng, Quốc hội đã thống nhất tân chủ tịch nước thay ông Võ Văn Thưởng. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền hình thời sự. Thưa quý vị, cách đây 13 tháng, vào ngày 2 tháng 3 năm 2023, tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng đã tin tưởng, trao cho cơ hội được phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước. Bên cạnh đó, ông Thưởng cũng nêu rõ quyết tâm, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh. Ấy vậy mà chưa hết nhiệm kỳ, chỉ mới hơn một năm sau ngày nhậm chức, ông Thưởng đã phải xin rút lui khỏi vị trí lãnh đạo tối cao của nhà nước Việt Nam. Nguyên nhân sâu xa chúng ta không bàn đến nữa. Nhưng bây giờ, câu hỏi quan trọng là ai sẽ là người kế tiếp ngồi vào chiếc ghế quyền lực ấy? Hãy cùng suy ngẫm và đánh giá những cái tên nổi bật xem Quốc hội, người đại diện cho toàn dân, sẽ quyết định chọn ai, quý vị nhé! Đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông ngày 15 tháng 3 năm 1957, quê quán tại làng Trài Xuân Lộc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Quốc hội bỏ phiếu bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia với tỷ lệ tán thành ở mức tuyệt đối. Trước khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Với học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ kinh tế, ông Vương Đình Huệ để lại nhiều dấu ấn tại những vị trí mà ông đảm nhận, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Bằng sự sắc sảo và kiến thức uyên thâm trong lĩnh vực tài chính, năm 2016, ông Vương Đình Huệ nêu rõ khi thảo luận tại Quốc hội rằng chúng ta thay đổi cơ bản cách thức quản trị. Anh nào đã cổ phần hóa rồi thì dứt khoát phải lên sàn, dứt khoát phải công bố thông tin. Anh nào trốn tránh thì trước hết công khai lên để dân biết. Trước khi giữ cương vị mới này, ông cũng đã có thời gian hơn một năm ngồi ghế nóng Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải. Thử lửa đầu tiên với ông Vương Đình Huệ là chưa đầy một tháng nhậm chức Bí thư Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2020, Tiền Phong ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên tại phố Trúc Bạch, quận Ba Đình. Ngay trong đêm, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp khẩn để chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp khoanh vùng, cách ly, truy vết thần tốc. Lâu nay nhiều người vẫn nói Hà Nội không vội được đâu, nhưng Thủ tướng cũng đã nói rồi, Hà Nội không vội không xong. Ông Huệ bày tỏ nhiều vấn đề của thành phố không xử lý nhanh và ngay tức khắc, sẽ không đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Dù mới hơn một năm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Vương Đình Huệ đã xuống thăm và làm việc với toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành thành phố. Nhìn lại những chặng đường đã qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cho thấy bản sắc của một chính khách nói ít, làm nhiều và làm quyết liệt. Bởi vậy, triết lý vô vi mà ông yêu thích lại rất hợp với ông. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn về bí quyết vượt qua áp lực, ông Huệ mỉm cười đáp, tôi thích triết lý vô vi. Làm lặng lẽ, vô vi, nhưng phải mang lại hiệu quả cao, ông cho rằng đón nhận áp lực, chấp nhận thách thức là cơ hội để thử sức mình. Trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ được cử tri kỳ vọng với nền tảng kiến thức uyên thâm, với bề dày kinh nghiệm trên nhiều vị trí công tác, với sự hiểu biết sâu sắc và tính cách quyết liệt, ông sẽ điều hành Quốc hội thành công, thực hiện đầy đủ quyền giám sát tối cao của Quốc hội, hoàn thành xuất sắc chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Nhân vật thứ hai đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Đón nhận quân hàm đại tướng, tại lễ công bố trao quyết định, chiều ngày 12 tháng 7 năm 2021, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã trở thành tướng lĩnh thứ 16 của Quân đội Nhân dân Việt Nam mang cấp bậc hàm cao nhất này. Đại tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê quán xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
Từ năm 1980 đến năm 1983, ông đã trúng tuyển và học tại trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Tăng, ngày nay là trường Đại học Sĩ quan Tăng, Thiết giáp. Ngoài chỉ huy kỹ thuật Tăng Thiết giáp, ông còn được đào tạo về hậu cần và lục quân. Ông cũng được đào tạo để trở thành sĩ quan chỉ huy cấp chiến dịch và chiến lược tại Học viện Quốc phòng. Ông đã lấy bằng tiến sĩ khoa học quân sự tại Học viện Quốc phòng. Ông nói thành thạo tiếng Anh. Đại tướng Phan Văn Giang bắt đầu cuộc đời binh nghiệp vào tháng 8 năm 1978. Khi nhập ngũ, ông là chiến sĩ thông tin. Tháng 4 năm 1989, ông được bổ nhiệm giữ chức đảng ủy viên tiểu đoàn, phó tiểu đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng tiểu đoàn 1037. Tháng 4 năm 1996, ông được bổ nhiệm giữ chức phó tham mưu trưởng trung đoàn 141, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Tháng 8 năm 2001, ông được bổ nhiệm giữ chức phó tham mưu trưởng sư đoàn 312, quân đoàn 1. Tháng 8 năm 2008, ông được bổ nhiệm làm đảng ủy viên quân đoàn, phó tư lệnh về quân sự quân đoàn 1. Tháng 8 năm 2010, ông được thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng. Tháng 9 năm 2013, ông được thăng quân hàm từ thiếu tướng lên trung tướng. Tháng 3 năm 2014, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ tư lệnh quân khu 1, đồng thời là ủy viên quân ủy trung ương. Ngày 12 tháng 4 năm 2016, tại quyết định số 605 QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm Phan Văn Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ngày 17 tháng 5 năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định số 955 QĐ-CTn bổ nhiệm Phan Văn Giang giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông cũng đồng thời là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 1 tháng 9 năm 2017, ông được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2016 đến 2021, Phan Văn Giang được bầu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ngày 12 tháng 7 năm 2021, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng. Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15, đã phê chuẩn, được Chủ tịch nước bổ nhiệm ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Chính phủ Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Và sáng ngày 17 tháng 6 năm 2021, ông được chỉ định các nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Người thứ ba Đại tướng Lương Cường. Ông Lương Cường, tên đầy đủ là Lương Văn Cường, là một Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Lương Cường là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học vị cao cấp lý luận chính trị, cử nhân xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Ông sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957, nguyên quán tại phường Dữ Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Năm 1975, ông nhập ngũ rồi tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc. Từ tháng 2 năm 1975 đến tháng 4 năm 2003, ông từng làm trợ lý cán bộ, phó trung đoàn trưởng về chính trị, bí thư đảng ủy trung đoàn 174, sư đoàn 316, quân khu 2. Trợ lý phòng nhân sự, phó trưởng phòng nhân sự, cục cán bộ, tổng cục chính trị. Phó cục trưởng phụ trách nhân sự, đảng ủy viên cục cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 5 năm 2003, tháng 3 năm 2006 quân hàm đại tá, 02/2006 quân hàm thiếu tướng, phó tư lệnh chính trị quân đoàn 2, bí thư đảng ủy quân đoàn 2. Tháng 4 năm 2006, tháng 12 năm 2007, thiếu tướng, bí thư đảng ủy, chính ủy quân đoàn 2. Tháng 1 năm 2008, tháng 5 năm 2011, thiếu tướng, trung tướng, 8/2009, chính ủy quân khu 3, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, ủy viên Quân ủy Trung ương, bí thư Đảng ủy quân khu 3. Tháng 6 năm 2011, tháng 12 năm 2015, trung tướng, thượng tướng, 12/2014, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phụ trách về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và công tác xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị, ủy viên Quân ủy Trung ương,
Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị thay cho Thượng tướng Nguyễn Thành Cung chuyển sang giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 27 tháng 1 năm 2016, ông được Ban chấp hành Trung ương khóa 12 bầu làm Bí thư Trung ương Đảng khóa 12. Từ tháng 1 năm 2016, tháng 4 năm 2016, Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ngày 15 tháng 4 năm 2016, Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T. Ừ Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 30 tháng 8 năm 2018, tại Hà Nội, ông được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ngày 29 tháng 1 năm 2019, Lương Cường được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăng cấp bậc từ Thượng tướng lên Đại tướng cùng với Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Trung ương, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, ông trúng cử được bầu làm đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa được 519.102 phiếu, đạt tỷ lệ 97,72% số phiếu hợp lệ tại đơn vị bầu cử số 2, gồm thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Thạch Thành. Và nhân vật cuối cùng là Đại tướng Tô Lâm. Ông Tô Lâm, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, là nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tướng lĩnh Công an Nhân dân Việt Nam và chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tô Lâm quê tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông là con trai cả của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Tô Quyền, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông và Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục và Trường giáo dưỡng. Ông hiện cư trú tại phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Tô Lâm được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoạt động cách mạng, được giảng dạy, học tập về lịch sử, tình hình đất nước từ nhỏ. Bố của ông, anh hùng Tô Quyền tham gia cách mạng, vào Nam hoạt động phục vụ Trung ương Cục những năm 1966-1975 cho đến khi thống nhất đất nước, đã lấy tên của ông làm biệt danh của mình, được gọi là anh Tư Tô Lâm, chú Tư Tô Lâm. Với hình tượng của bố, Tô Lâm theo học lĩnh vực an ninh. Tháng 10 năm 1974, ông là học viên khóa 6 của Trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Sau đó, ông theo học và nghiên cứu lĩnh vực pháp luật, nhận bằng tiến sĩ luật học. Ngày 22 tháng 10 năm 2015, ông được phong học hàm giáo sư ngành khoa học an ninh. Tô Lâm trở thành đảng viên chính thức vào ngày 22 tháng 8 năm 1982. Trong quá trình hoạt động đảng và nhà nước, ông theo học các khóa tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Sau khi tốt nghiệp đại học về lĩnh vực an ninh, Tô Lâm bắt đầu sự nghiệp Công an Nhân dân Việt Nam của mình. Tháng 10 năm 1979, ông được phân công vị trí công tác ở Cục Bảo vệ Chính trị Y, Bộ Nội vụ. Tháng 12 năm 1988, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng của Cục, rồi trở thành trưởng phòng thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ, giai đoạn 1993. Thời kỳ 1993-2006, Tô Lâm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị Y, A63, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 3, A64, thuộc Tổng cục An ninh Bộ Nội vụ rồi Bộ Công an. Năm 2006, Tô Lâm được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Đến tháng 4 năm 2007, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết phong hàm Thiếu tướng. Năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm ông giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Y, Bộ Công an. Tháng 7 năm 2010, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết phong hàm Trung tướng, cùng đợt phong Thiếu tướng và Trung tướng với Phạm Minh Chính. Sau đó, ngày 12 tháng 8 năm 2010, Tô Lâm được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Ông chính thức kết thúc sự nghiệp hơn 30 năm ở Tổng cục An ninh. Ngày 16 tháng 9 năm 2014,
ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăng cấp hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Ngày 9 tháng 4 năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bổ nhiệm ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày 13 tháng 4 năm 2016, Bộ Chính trị đã quyết định phân công Tô Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Ngày 28 tháng 7 năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bổ nhiệm ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an của Chính phủ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ mới này, ông trở thành lãnh đạo toàn diện và cao nhất của Công an Nhân dân Việt Nam, công tác thuộc Chính phủ lãnh đạo bởi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngày 27 tháng 4 năm 2016, Tô Lâm được Bộ Chính trị bổ nhiệm kiêm giữ chức Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia phụ tá, hỗ trợ trưởng ban, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng chống tham nhũng. Ngày 29 tháng 1 năm 2019, Tô Lâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăng cấp bậc từ Thượng tướng lên Đại tướng cùng với Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các vụ án lớn do Đại tướng Tô Lâm xử lý. Vụ Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang bị điều tra và kết luận có nhiều khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong thời gian công tác tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Bị cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Sau khi xác định Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn, Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh. Bộ trưởng Tô Lâm đã chỉ đạo việc bắt giữ Trịnh Xuân Thanh, giải quyết vụ án hình sự đặc biệt này. Các nhà điều tra Đức và cảnh sát Slovakia đã cáo buộc Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo bắt giữ nhân vật từ Đức bằng việc hợp tác quốc tế với Slovakia và Nga. Theo chính quyền Đức và Slovakia, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra trong một chuyến công du của Tô Lâm vào tháng 7 năm 2017 và việc này đã ảnh hưởng quan hệ ngoại giao của Việt Nam với Đức và Slovakia. Vụ án lãnh đạo cấp cao có thể kể đến vụ án Đinh La Thăng khởi tố, xét xử, kết án 30 năm tù đối với nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng do những sai phạm quản lý kinh tế khi giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Vụ án nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ, lần lượt chịu tù chung thân và 14 năm tù. Vụ án nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bắt giữ, điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Năm 2022, ông Tô Lâm và Bộ Công an đã tiến hành điều tra hai bê bối lớn liên quan đến các chuyến bay giải cứu và bê bối tại công ty Việt Á làm nhiều quan chức bị điều tra và bỏ tù. Và tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần 2 của chương trình với nội dung sau. Con dâu bị mẹ chồng ghét chỉ vì làm bốn việc này, biết sớm mà tránh, kẻo tan cửa nát nhà. Người đời cười khinh, hối cũng không kịp. Quý vị và các bạn thân mến, trong hôn nhân, người phụ nữ không chỉ phải biết cách cân bằng mối quan hệ vợ chồng, mà còn phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà chồng, bố mẹ chồng. Dâu phải ăn mặc đẹp, sành điệu, trang điểm khi đi làm. Vì sao con dâu dành quá ít thời gian để nấu ăn, để lau dọn nhà cửa? Cả việc chăm sóc con cái cũng vậy. Hãy để các bà mẹ thấy được cách nuôi dạy con trẻ thời hiện đại ra sao để bé được phát triển tốt nhất. Có thực tiễn, các mẹ sẽ không còn cố gắng áp dụng biện pháp từ thời các cụ nữa.